Chào mừng anh chị và các bạn quay lại với chương trình của Thắng ơi. Chúc anh chị và các bạn sức khỏe, thành công hơn trong cuộc sống. Đừng quên ủng hộ Thắng ơi bằng việc like, chia sẻ lan tỏa video và đừng quên đăng ký kênh để cập nhật thông tin mới mỗi ngày. Chia sẻ ngày hôm nay, Thắng ơi sẽ gửi tới anh chị và các bạn 6 cái lý do, 6 cái nguyên nhân à, cho thấy kinh tế thế giới đang bước vào suy thoái mà chúng ta ít để ý tới. Lý do đầu tiên mà Thắng ơi muốn trao đổi và chia sẻ với quý anh chị em và các bạn đó chính là những dấu hiệu về tăng trưởng GDP Trung Quốc phát đi nhiều các cái tín hiệu bước vào suy thoái. Tại sao cái việc tăng trưởng GDP Trung Quốc lại cho thấy những cái tín hiệu mà nền kinh tế thế giới cần phải lưu ý trong cái câu chuyện là có thể đã và đang diễn ra suy thoái kinh tế toàn cầu. Bởi vì là GDP Trung Quốc trong cái thập niên gần 10 năm trở lại đây thì có những cái tăng trưởng cực kỳ là mạnh mẽ. Đặc biệt là năm 2010 thì tốc độ tăng trưởng GDP của Trung Quốc cán cái mốc 10,45%. Đây là một trong những năm mà tăng trưởng GDP Trung Quốc cao nhất trong lịch sử à, kể từ năm 2009 tới nay. Và cái việc tăng trưởng GDP của Trung Quốc thì góp vào một cái trọng số rất là lớn cho cái tổng tăng trưởng GDP toàn cầu. Thưa anh chị và các bạn, thì từ năm 2009 tới năm 2019, GDP Trung Quốc được thống kê số liệu cụ thể như sau. 2009 mức tăng 9,21%, 2010 mức tăng 10,45%, 2011 là, và đây cũng là năm bắt đầu cho, cho thấy GDP Trung Quốc đang chậm lại, 21 chỉ còn 9,3%. Và từ 21 tới 29 chúng tôi sẽ đọc lần lượt các con số về tăng trưởng GDP của Trung Quốc để anh chị và các bạn dễ định lượng hơn. 22 là 7.65, 23 là 7.67, 24 là 7.54, 25 là 7.29 và 26 là 6 97, 27 là 6.76, 28 là 6.63 và sang năm 2019 thì nhiều dấu hiệu cho thấy GDP Trung Quốc sẽ chỉ nằm loanh quanh mức 6 chấm thôi. Và do đó thì chúng ta đã thấy được rằng là tại sao nền kinh tế lớn nhất tức là lớn hàng đầu thế giới mà tốc độ tăng trưởng GDP đang có những cái dấu hiệu chậm lại và bước vào một cái giai đoạn giống như là một cái thập niên mất mát của người Nhật Bản cách đây 20 năm về trước. Và chúng ta cũng thêm một ý nữa đó là khi mà kinh tế Trung Quốc chậm lại, chậm cái đà tăng trưởng GDP như thế này thì rõ ràng phát đi những cái tín hiệu cảnh báo cho nền kinh tế toàn cầu có những cái dấu hiệu bắt đầu cần phải xem xét lại. Thưa anh chị và các bạn là rõ ràng rằng là những cái tín hiệu ban đầu này cũng là những thứ mà người Mỹ đã nắm rất chắc và trong cái câu chuyện không phải vô lý mà người Mỹ châm ngòi cho cuộc chiến tranh thương mại Mỹ Trung vào năm 2018 khi mà nhìn thấy cái dấu hiệu GDP của Trung Quốc chậm hẳn à, chạm cái mốc là thấp nhất trong lịch sử 10 năm trở lại đây, mốc 6.63 và khi mà người Mỹ à, thực sự là rất rất muốn kìm chế Trung Quốc trong cái câu chuyện là tăng trưởng GDP tổng sản phẩm quốc nội của Trung Quốc đang có những cái thứ mà à, cán với lại những cái mốc mà người Mỹ luôn luôn là à, sợ hãi tức là à, nó bằng khoảng tầm 70 tới 75% GDP à, của người Mỹ. Do đó thì việc mà khơi lên một cái cuộc chiến thương mại là một phần là đòi lại những cái quyền lợi của người Mỹ. Một phần khác là à, kết hợp với cái tình hình cụ thể về kinh tế Trung Quốc đang có gặp nhiều vấn đề suy thoái thì à, người Mỹ phát động cái phong trào, phát động cái cuộc chiến à, thương mại Mỹ Trung và gây rất nhiều những vấn đề bất cập cho cái nền kinh tế Trung Quốc cũng như là muốn đẩy kinh tế Trung Quốc vào một cái giai đoạn thoái trào. Dấu hiệu thứ hai phát đi và cho thấy nền kinh tế toàn cầu đang gặp những vấn đề đó chính là Fed lần đầu tiên trong vòng 10 năm trở lại đây đã chính thức hạ lãi suất vào ngày 30 31 tháng 7 năm 2009 từ mức 2,5% về mức 2,25%, tức là hạ 0,25% lãi suất và chúng ta có thể điểm qua được cái tình hình là tăng giảm lãi suất của Fed trong suốt cả cái chiều dài lịch sử kể từ năm 2007 tới năm 2019. Năm 2007, 2008 thì chúng ta đã biết rằng là nền kinh tế Mỹ đã có gặp những cái vấn đề rắc rối và khủng hoảng nhà đất Mỹ là một trong những nguyên nhân khiến cho nền kinh tế toàn cầu bị trao đảo giai đoạn 2007, 2008. Bắt đầu từ 31 tháng 10 năm 2007 thì Fed bắt đầu phát đi tín hiệu hạ lãi suất để hỗ trợ nền kinh tế và sử dụng thêm vào giai đoạn cuối của cái chu kỳ hạ lãi suất 2007 2014 đó là ba cái gói bơm tiền QE1, QE2 và QE3 và đến QE3 thì Fed ngừng không bơm nữa. À, mức hạ lãi suất từ năm 2007 tới năm 2014 hạ từ mức 4,5% xuống tới mức thấp nhất vào tháng 12 16 tháng 12 năm 2014 đó là 0.25% và đây là mức hạ lãi suất mạnh nhất kể trong lịch sử để hỗ trợ nền kinh tế Mỹ và cũng nhờ đó mà nền kinh tế Mỹ đã phục hồi trở lại bắt đầu từ năm 2014 thì Fed đã bước vào cái giai đoạn tăng lãi suất từ năm 2014 đầu 2015 tới tận tháng 12 năm 2018 tăng từ 0.25% lên mức 2.5% trong suốt cái chiều dài lịch sử tăng của Fed thì rõ ràng thị trường chứng khoán Mỹ nói riêng và thị trường chứng khoán Việt Nam à thị trường chứng khoán toàn cầu nói chung đã có một cái đợt tăng giá rất là ấn tượng giai đoạn 2014 2015. Vậy thì chúng ta có thể thấy được rằng là hạ lãi suất mới là cái nguồn cơn của gọi là cái sự suy giảm của của thị trường tài chính, thị trường chứng khoán. Người ta thì kỳ vọng vào cái việc mà tăng, giảm, hạ lãi suất. Và đặc biệt là giới tài chính toàn cầu thì cho rằng là cái việc mà nâng lãi suất là à con thú dữ là à, những thứ mà ảnh hưởng mạnh tới cái câu chuyện à, tăng của thị trường tài chính nhưng thực tế cho thấy trong suốt giai đoạn 2007 2019 thì việc hạ lãi suất là một trong những thứ gây ra những cái bất ổn của nền tài chính toàn cầu và giai đoạn đó là một trong những cái giai đoạn mà phát đi tín hiệu về suy thoái về kinh tế yếu và những doanh nghiệp trong nền kinh tế thì cũng không khó để có thể nhận ra rằng là sự phát triển không đồng, đồng đều. Do đó thì nệ tài chính là giảm điểm khi mà hạ lãi suất chứ không phải là tăng điểm như nhiều chuyên gia tài chính vẫn nói. Giai đoạn 2014-2019 thì chúng ta thấy rằng là việc tăng lãi suất đã đã hỗ trợ thị trường phát đi tín hiệu cho thị trường biết rằng là kinh tế của Mỹ ổn, kinh tế của thế giới ổn. Do đó thì 2014, 2019 đã đem lại những cái kết quả rất là tốt đẹp cho giới đầu tư tài chính toàn cầu và đến ngày hôm nay thì thị trường chứng khoán Mỹ nói riêng và thị trường chứng khoán toàn cầu nói chung đã có sự hưởng lợi từ việc tăng lãi suất của Fed. Vào ngày 30 tháng 7 năm 2019 thì Fed phát đi một cái tín hiệu tức là cảnh báo có khả năng nền kinh tế toàn cầu đang cần phải sự được cái sự hỗ trợ. Do đó thì lãi suất được hạ xuống. Đây là những cái dấu hiệu ban đầu mới mới nhất gần đây nhất và cho thấy rằng là chúng ta cần phải suy nghĩ về suy thoái kinh tế. Tín hiệu thứ ba phát đi trong buổi tối ngày hôm qua mà chúng ta đã thấy nó tương tác ngay lập tức đối với thị trường tài chính toàn cầu, đặc biệt là thị trường chứng khoán của Mỹ. Tối hôm qua thì chứng khoán Mỹ có thời điểm giảm tới cả ngàn điểm và kết phiên là giảm 800 điểm trên chỉ số Dow Jones của Mỹ. À, lý do nào khiến cho thị trường chứng khoán Mỹ giảm điểm mạnh như vậy? Và đây liệu có phải là tín hiệu thứ ba cảnh báo rằng là suy thoái kinh tế toàn cầu đang đến và đã có những cái dấu hiệu trước đó, à, những cái um, dấu hiệu thứ tư, thứ năm, thứ sáu chúng tôi sẽ chứng minh thêm cho anh chị em và các bạn vào cuối video đừng uh, gọi là uh, bỏ qua những cái tín hiệu cuối cùng. Tín hiệu thứ ba chúng tôi muốn nói tới đó là đường cong lãi suất trái phiếu chính phủ Mỹ à, trong uh, ngày tối ngày hôm qua thì nó đã âm vậy thì chúng ta phải hiểu rằng là đường cong lợi suất là gì thì một vài cái sợt trên mạng thì chúng ta thấy được như thế này đường cong lợi suất đây là một cách để thể hiện sự chênh lệch trong khoản lợi suất mà các nhà đầu tư nhận được để mua nợ ngắn hạn hoặc dài hạn hầu hết họ đòi hỏi nhiều hơn khi bị khóa tiền trong thời gian dài hơn tức là mua những cái nợ dài hạn thì sẽ đòi hỏi được cái lợi gọi là cái lãi suất cao hơn do không chắc chắn về diễn biến của kinh tế. Vì vậy thì đường cong lãi um, suất thường dốc lên trên, tức là lãi suất dài hạn thì sẽ thường là cao hơn so với lãi suất mà ng ngắn hạn. Đặc biệt nó thể hiện trên cái trái phiếu chính phủ Mỹ là một trong những thứ mà uh, trái phiếu chính phủ Mỹ 10 năm so với lại 5 năm hoặc so với 2 năm, so với 1 năm thì trái phiếu chính phủ Mỹ càng dài hạn thì nó càng được cái lợi tức, cổ tức và cái lãi suất càng cao cũng giống như là chúng ta gửi um, lãi suất ngân hàng thì kỳ hạn càng dài thì lãi suất càng cao thì cái đường cong lợi suất mà uh, trong cái giai đoạn 2016 17 18 mặc dù là những cái tín hiệu cho thấy là nền kinh tế toàn cầu có vẻ ổn hơn so với giai đoạn 2007-2014 Tuy vậy thì đường cong lợi suất vẫn ở cái trạng thái phẳng và đảo ngược là như thế nào thì chúng ta sẽ uh, chật trên Google thì thấy như sau đường cong lợi suất đi ngang khi mức chênh lệch hoặc khoảng chênh lệch của trái phiếu dài hạn rớt xuống dưới không ví dụ như khi lãi suất trái phiếu kỳ hạn 30 năm không có chênh lệch so với kỳ hạn 2 năm nếu khoảng chênh lệch rớt xuống ở mức âm đường cong sẽ được gọi là đảo ngược tức là cái lãi suất của dài hạn lại thấp hơn lãi suất ngắn hạn. Điều này sẽ đem lại những cái tiềm ẩn cho thấy rằng là cái dòng vốn của các quý đầu tư trên thế giới họ tập trung hướng vào các cái kỳ hạn dài và không muốn đầu tư ngắn hạn nữa có nhiều rủi ro hơn. Do đó thì cái lợi tức của cái 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 phần mà chênh lệch của lợi tức dài hạn và ngắn hạn nó sẽ bị thu hẹp vì người ta có khuynh hướng mua nhiều mua mua nhiều vào thứ gì thì thứ đó lợi tức sẽ giảm à, gửi nhiều vào cái cái kỳ hạn dài thì cái phần lợi tức của nó giảm nó giảm mà lại ngắn hạn lại tăng nên là nó bị đảo ngược vậy tại sao việc này lại rất quan trọng thì theo những gì đã xảy ra trước đây đường cong lợi suất phản ánh tác động của thị trường đối với nền kinh tế đặc biệt là về lạm phát Giới đầu tư cho rằng lạm phát tăng sẽ đòi hỏi lượng mua trái phiếu cao hơn để bù đắp cho các tác động của tình trạng đó. Do lạm phát thường xuất phát từ tăng trưởng kinh tế mạnh nên đường cong lợi suất dốc mạnh thường có nghĩa là tâm lý của các nhà đầu tư đang ổn định. Ngược lại, đường cong lãi suất đảo ngược là một dấu hiệu về tình trạng suy giảm kinh tế đang sắp xảy ra, tương tự như những gì đã xảy ra cách đây 11 năm trước. Đặc, đặc biệt, sự chênh lệch giữa trái phiếu 3 tháng và 10 năm đã đảo ngược trước 7 trước tháng 7, trước 7 đợt suy thoái kinh tế trước đây. Sorry anh chị em các bạn, tôi đọc nhầm. Tức là bảy đợt suy thoái kinh tế trước đây, thống kê trong lịch sử cả hàng trăm năm nay thì cái lợi tức của trái phiếu 3 tháng và 10 năm nếu bị đảo ngược thì cho thấy cái dấu hiệu rõ nét nhất và người ta thấy cái cái tín hiệu này là một trong những tín hiệu tin cậy nhất cho thấy là suy thoái kinh tế đang có thể sẽ sắp chuẩn bị diễn ra. Thì đường cong lợi suất trái phiếu kho bạc Mỹ đang trong tình trạng như thế nào? Thì xu hướng đường cong lợi suất phẳng đã khiến thị trường điều chỉnh từ cuối năm 2017 cho đến năm 2018 thì với việc cục dự trữ liên bang bị phép nâng lãi suất liên tục như chúng tôi vừa trao đổi ở bên trên thì chênh lệch giữa trái phiếu 2 năm và 10 năm là khoảng 12 điểm cơ bản, tức là trái phiếu lợi tức của trái phiếu dài hạn thì vẫn cao hơn 12 điểm cơ bản so với lợi tức của trái phiếu ngắn hạn giảm và nó giảm từ 79 điểm cơ bản vào tháng 2, một số phần của đường cong lợi suất đảo ngược lần đầu tiên trong một thập kỷ trở lại đây và ngày hôm qua thì nó thể hiện rõ nét nhất. Tình trạng này có ảnh hưởng đến các loại kỳ hạn hay không? Thì thưa với anh chị em và các bạn là nó có ảnh hưởng đến các loại kỳ hạn. Nhìn chung thì kỳ hạn càng gần thì chênh lệch lợi suất càng thấp. Điều đó cũng có nghĩa là một phần của đường cong có xu hướng đảo ngược trước những phần khác. Cụ thể hơn là khoảng chênh lệch giữa trái phiếu kỳ hạn 2 năm và 3 năm 2 năm và 5 năm, 3 năm và 5 năm đã ở dưới mức 0 vào tháng 12. Điều này nó phát đi tín hiệu cho một số ngân hàng lớn trên thế giới đã có những cái dấu hiệu những cái tín hiệu bật đèn xanh nhưng chúng ta hoàn toàn phớt lờ nó trong giai đoạn trước đó. Vậy tại sao hiện tại đường cong lại phẳng? Có rất nhiều nguyên nhân dẫn đến việc đường cong lợi suất lợi tức trái phiếu chính phủ Mỹ lại phẳng. Một mặt là do Fed đang dần nâng lãi suất ngắn hạn. Trong giai đoạn 2014-2018 như chúng tôi vừa nói ở trên thì Fed nâng lãi suất để đáp ứng tốc độ tăng trưởng khá nhanh của nền kinh tế sau giai đoạn 2007-2014, hỗ trợ lãi suất và bơm ra hai gói hỗ trợ kinh tế là QE1 và QE2 và không không như không như những năm trước các ngân hàng trung ương có vẻ ngại đi lệch khỏi con đường đó bởi sự hỗn loạn của thị trường đồng thời các thỏa thuận những mâu thuẫn thương mại của mỹ lo ngại về sự tăng trưởng bên ngoài nước mỹ đã kiểm soát diễn biến của trái phiếu dài hạn đã đã giảm từ mức cao trong nhiều năm gần đây thì fed đã thay đổi quan điểm bớt lạc quan về triển vọng kinh tế và điều mà fed vừa làm vào tháng 7 năm 2019 đó là phát đi tín hiệu hạ lãi suất và cho thấy kinh tế có vấn đề Hai nguyên nhân khác đó là quỹ hưu trí và các và các công ty bảo hiểm đã có nhu cầu quá cao đối với trái phiếu dài hạn. Chất lượng cao và ngân hàng trung ương châu Âu và ngân hàng Nhật Bản tiếp tục duy trì chính sách tiền tệ nới lỏng, tức là hỗ trợ kinh tế của họ. Họ cho rằng là kinh tế của họ chưa được. Đường cong lãi suất phẳng trong 2 năm qua báo hiệu mối lo ngại của các nhà đầu tư rằng việc nâng lãi suất trong bối cảnh tăng trưởng toàn cầu đang chậm lại có thể gây tổn hại cho nền kinh tế Mỹ. Lịch sử cho thấy đường cong lãi suất đảo ngược là dấu hiệu của suy thoái kinh tế. Trái phiếu kỳ hạn 2 năm đến 10 năm được theo dõi chặt chẽ hơn bởi khoảng chênh lệch đó là dấu hiệu tiềm năng, tiềm năng rất tiềm năng về các đợt suy thoái kinh tế trong suốt chiều dài lịch sử của kinh tế thế giới. 7 lần gần đây nhất thì khi mà đường cong lợi tức trái phiếu mà âm tức là đảo ngược thì đều cho thấy là suy thoái kinh tế kéo tới. Nhưng diễn biến này có thể là dấu hiệu đầu tiên cho thấy thị trường đã gửi đi tín hiệu báo động đến cục dự trữ liên bang Mỹ phép rằng thời điểm kết thúc chu kỳ thắt chặt tiền tệ đã nên ngừng lại và việc Fed đã làm điều gì đến đã đến. Lần đầu tiên trong hơn một thập kỷ, một phần của đường cong lợi suất của trái phiếu kho bạc Mỹ đã đảo ngược và tỷ lệ chênh lệch giữa lãi suất trái phiếu kỳ hạn 3 năm và 5 năm đã giảm xuống âm 1,4 điểm cơ bản, xuống dưới mức không lần đầu tiên kể từ năm 2007 và khoảng cách giữa trái phiếu kỳ hạn 2 năm và 5 năm cũng sẽ sớm ghi nhận xu hướng tương tự. Fed hạ lãi suất, đường cong thì bị đảo ngược. À, kinh tế Trung Quốc thì gặp rất nhiều bất ổn trong cái câu chuyện chiến tranh thương mại và có khả năng kinh tế Trung Quốc sẽ bước vào một giai đoạn mất mát. À, không đến mức là tăng trưởng kinh tế âm nhưng cái việc duy trì tốc độ tăng trưởng kinh tế à, trên 6% trong những năm à, sắp tới là điều cực kỳ khó đối với nền kinh tế Trung Quốc. Trong cái à, mâu thuẫn chiến tranh thương mại hiện tại đang thực sự là leo thang cộng với câu chuyện mất giá của đồng nhân dân tệ tín hiệu thứ tư mà đã phát đi cách đây khoảng tầm 3 tháng trước mà chúng ta phớt lờ đó là ngân hàng đầu tư trên thế giới uh, rút vốn khỏi thị trường vốn toàn cầu và cắt giảm nhân sự rất là mạnh Thông tin mà chúng ta nhận được trên báo chí có lẽ là lúc mà các ngân hàng này đã có những sự chuẩn bị trước đó rất là nhiều rồi. Rồi sau đó mới phát đi những cái tín hiệu và báo chí mới có thể đăng được. CNN Bloomberg và một số trang báo trang tin trên toàn cầu đã đăng cái thông tin này nhưng chúng ta đã bỏ qua. Đó chính là thông tin về Deutsche Bank tuyên bố rút khỏi thị trường vốn toàn cầu, cắt giảm 18.000 nhân sự đây là một trong những ngân hàng lớn hàng đầu của Đức đóng cửa mảng giao dịch cổ phiếu trên toàn cầu, thu hẹp quy mô mảng ngân hàng đầu tư và cắt giảm một số hoạt động liên quan đến công cụ nợ. Họ tạo ra một ngân hàng xấu tức là bad bank gồm số tài tài sản giá trị khoảng 74 tỷ euro tương đương với khoảng 83 tỷ đô la đang ngốn quá nhiều vốn đầu tư và họ cho rằng là sẽ bán dần trong những năm sắp tới. Tôi nghĩ rằng là họ cũng đã bán khá là nhiều trong giai đoạn thị trường chứng khoán Mỹ, chứng khoán toàn cầu tăng giá 2014 2018 và sau đó thì họ mới mới gọi là để lộ cái thông tin này ra. Chứ còn đến bây giờ thì có thể là họ chỉ còn một ít thôi. Đây là bước ngoặt rất lớn với ngân hàng 149 tuổi này. Họ là trụ cột của nền tài chính châu Âu nhưng từ nhiều năm nay đã phải chật vật về tìm kiếm lợi nhuận. Uh, bất chấp hàng loạt các cuộc cái tố Deutsche Bank cho biết Việc cắt giảm nhân sự là hoàn tất Trong năm 2022 uh, Đưa số lao động về khoảng 74.000 uh, 74.000 người Nhà băng lớn nhất Đức Từng có tham vọng thống trị Mà ngân hàng đầu tư cạnh tranh với các tên tuổi Như Goldman Sachs hoặc là Goldman, uh, Hay là Morgan Stanley ở châu Âu và trên thế giới Họ bắt đầu tham vọng toàn cầu Năm 1999 khi mua lại Ngân hàng đầu tư Mỹ là Booker Truth bốc bốc tru. chúng tôi đọc không chính xác lắm dù vậy sau khủng hoảng tài chính thì Deutsche Bank đặc biệt là mảng ngân hàng đầu tư đã vất vả tìm lại hướng đi kinh tế châu Âu tăng trưởng chậm và sự lưỡng lự trong cái tổ của Deutsche Bank càng làm khó cho ngân hàng này Mảng ngân hàng đầu tư của họ tiêu tốn rất nhiều nguồn lực dù dù đã có nhiều những cái cái tổ việc người đứng đầu mảng này đã từ chức và đưa đến cho cái câu chuyện quyết định của ngân hàng đầu tư lớn hàng đầu châu Âu đưa ra cái quyết định là rút vốn khỏi thị trường là một điều mà chúng ta cần phải quan tâm. Bên cạnh đó nữa thì các ngân hàng lớn trên thế giới cũng phát đi rất nhiều những cái tín hiệu và chúng ta thấy được một cái tín hiệu mà một cái quỹ đầu tư lớn hàng đầu một trong những huyền thoại đầu tư tài chính trên thế giới đó là quỹ đầu tư của Warren Buffett đã đưa một cái tỷ lệ tiền mặt lên khá là cao, tức là họ đã bán đi khá nhiều cổ phiếu trong danh mục để đẩy cái tỷ lệ tiền mặt của quý này lên rất lớn Anh chị và các bạn có thể search Google để tìm kiếm thông tin về việc quý đầu tư của huyền thoại Warren Buffett nâng tỷ lệ tiền mặt cao như thế nào Nguyên nhân thứ năm mà chúng tôi muốn nói tới đó là kinh tế châu Âu đang chậm lại đáng kể trong uh, cái bối cảnh kinh tế châu Âu thì có rất nhiều những bất ổn đặc biệt là Brexit thoát khỏi châu Âu của người Anh trong giai đoạn vừa qua thì đang đi đến những cái bế tắc không có một cái đàm phán nào cụ thể có thể người Anh sẽ phải rút khỏi châu Âu với cái việc là không đạt được đàm phán thì nhu cầu từ nước ngoài suy yếu đe dọa đà phục hồi của uh, kinh tế um, kinh tế của toàn châu Âu cũng như là khối um, euro. Trong khi đó thì những cái cách chưa đủ hiệu quả để phục phục hồi mà bền vững của nền kinh tế châu Âu trong giai đoạn vừa qua và đặc biệt là cái câu chuyện người Anh thì đòi thoát khỏi châu Âu đã làm cho nền kinh tế châu Âu gặp càng ngày càng 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 khó khăn hơn. Có một số tín hiệu khác chúng tôi sẽ đưa ra vào uh, phía dưới video này để cho thấy rằng là kinh tế châu Âu gặp bất ổn cũng do rất nhiều nguyên nhân đến từ hàng hóa cơ bản và đặc biệt là kinh tế châu Âu gặp vấn đề khó khăn như vậy dẫn đến những cái đơn vị như là Deutsche Bank, một trong những ngân hàng lớn của châu Âu đã phải đưa ra những cái quyết định gọi là thương đau cắt giảm nhân sự cũng như rút khỏi thị trường vốn thứ sáu mà chúng tôi muốn cập nhật với anh chị và các bạn cần phải quan tâm những cái dấu hiệu của suy thoái kinh tế đã có thể đã phát đi tín hiệu từ sớm năm 2014 thì những cái tín hiệu về giá dầu giảm rất là mạnh tất nhiên giai đoạn 2007-2008 kinh tế đi vào suy thoái khủng hoảng nhà đất Mỹ và nhiều ngân hàng gặp rắc rối nhiều những cái doanh nghiệp kinh doanh trên thị trường thế giới cũng như là nền kinh tế Mỹ gặp vấn đề thì giá dầu đã có một cái đợt suy giảm khá là mạnh từ mức một 150 đô mà giảm về tới mức thấp điểm của nó là ba mươi mấy đô trên một uh, calông. Tuy vậy thì năm 2014 là một trong những cái năm mà cái việc giảm giá dầu nó không đến từ suy thoái kinh tế mà nó giảm giá dầu đến từ cái nhu cầu, tức là cung thì tăng mà cầu thì ít và chúng ta thấy được rằng là kinh tế của chúng ta có rất nhiều những vấn đề cần phải quan tâm kể từ năm 2014. Đây cũng là giai đoạn giá dầu giảm khá là mạnh từ 100 mà về tới vùng gần 20 đô trên một uh, ca Nó đã làm cho kinh tế châu Âu kiệt quệ, làm cho kinh tế của khối xuất khẩu dầu mỏ OPEC gặp rất nhiều vấn đề, đặc biệt là những cái nước như là Hy Lạp, những nước như là có cái cái lượng gọi là xuất khẩu dầu mỏ rất là lớn ở khu khối khối Trung Đông. Và người Nga thì cũng đã bị ảnh hưởng rất là mạnh trong cái giai đoạn này khiến cho kinh tế Nga đi vào kiệt quệ cũng như là gặp rất nhiều khó khăn trong giai đoạn 2014, 2015. Giá dầu suy giảm thì những nước có cái trữ lượng dầu mỏ lớn gặp vấn đề và tăng trưởng của kinh tế toàn cầu do đó cũng bị ảnh hưởng không hề nhẹ. Do kinh tế của nhiều nước trên thế giới thì không duy trì được tốc độ tăng trưởng trước đó cũng như kinh tế châu Âu, kinh tế của Nga và kinh tế của khối xuất khẩu dầu mỏ OPEC gặp vấn đề. Do đó thì à, những cái tín hiệu đó là tín hiệu khá sớm tại thời điểm đó thì không ai dám nói rằng là sẽ có suy thoái kinh tế. Tuy vậy thì ngày hôm nay lúc này đây thì chúng ta đã nhìn thấy rõ nét hơn các trang báo chính thống trên thế giới CNN, Bloomberg và một số trang báo gọi là uy tín của châu Âu đã đăng tải những thông tin liên quan tới câu chuyện dấu hiệu rõ nét hơn về suy thoái kinh tế. À, tín hiệu thứ bảy cũng là tín hiệu cuối cùng cho thấy những cái điểm đầu tiên mà chúng ta đã nhìn thấy trong giai đoạn trước đó nhưng chúng ta phớt lờ đi đó chính là sự mạnh lên bất thường của một số cái đồng tiền mới trong nền kinh tế khi mà giá dầu suy giảm thì người Mỹ và à, người Nga và người Trung Quốc đã lần có lần ngồi với nhau đàm phán với nhau về việc sử dụng đồng tiền riêng của các quốc gia sử dụng trong các thanh toán dầu mỏ bằng đồng đồng tiền của Nga và đồng tiền của Trung Quốc không sử dụng đô la họ có ngầm hiểu với nhau đang có cái khuynh hướng muốn thay thế đồng đô la làm đồng tiền chung trên toàn cầu và giai đoạn đó là giai đoạn mà nền kinh tế Mỹ gặp vấn đề sau khi kinh tế Mỹ à, Ổn định phục hồi trở lại thì người Mỹ đáp trả ngay lập tức áp đặt và áp lực gây lên những cái áp lực lên cái việc mà giá dầu giảm để gây áp lực lên uh, kinh tế của Nga và khối xuất khẩu dầu uh, mỏ OPEC uh, tạo ra chiến tranh thương mại Mỹ Trung rút khỏi những cái, cái gọi là những cái 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 hiệp định thương mại và người mỹ cũng là một trong những cái người mà gọi là ba trận nhất trên toàn cầu họ chính là người xây dựng lên tổ chức thương mại wto xây dựng nên nhiều rất nhiều các cái tổ chức thương mại toàn cầu đưa ra những lý luận những lập luận những giáo trình trong uh, kinh tế về việc toàn cầu hóa, về việc thế giới phẳng, về rất nhiều những vấn đề cần thiết của câu chuyện gọi là thương mại quốc tế, à, giao thương trên toàn cầu đem lại lợi ích như thế nào và cuối cùng họ cũng chính là người phá vỡ tất cả mọi những cái thứ mà họ đã chứng minh trước đó để rút ra khỏi và ngày hôm qua thì chính tổng thống Mỹ Donald Trump đã tuyên bố rút ra khỏi à, nếu như cần thiết họ sẽ rút ra khỏi WTO vì WTO làm phiền họ họ rút khỏi các hiệp định thương mại song phương đa phương họ đã làm nên những cái câu chuyện chiến tranh thương mại áp thuế áp đặt lên những cái rào cản thương mại gây ra bất ổn về thương mại trên toàn cầu gây ra những cái bất ổn về cái giao thương trên toàn cầu cũng như là huyết mạch cái con đường hàng hải quốc tế à, vận chuyển hàng hải quốc tế họ cũng đang gây ra những cái bất ổn nhất định tác động lên người tất cả những cái 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 cái, cái gọi là giao thương trên toàn cầu và họ đã làm một chuyện đó là công nhận về đồng tiền ảo tức là đồng tiền điện tử, đồng tiền số Bitcoin và giai đoạn trước đó cách đây khoảng tầm một năm trước giai đoạn 2017-2018 thì Bitcoin đã có một cái chu kỳ tăng giá bất thường từ 200 đô la Mỹ lên tới mức gần 20 000 đô la Mỹ trên một Bitcoin đây cũng là một trong những cái đồng tiền mới đầu tiên mà gọi là khó hiểu nhất trên toàn cầu Uh, liên quan tới tiền số tiền công nghệ và người mỹ đã xác nhận đồng ý cho cái đồng tiền này có thể thanh toán trên đất mỹ và nó đã đưa ra phát đi những cái tín hiệu về cái câu chuyện đó là uh, nhiều cái luồng tiền tìm kiếm tới một cái đồng tiền mới để trú ẩn Thêm một lý do thứ 8 mà chúng tôi không đưa ra trong cái video này nhưng mà chúng tôi cũng muốn nói tới vào cái video ở cuối tuần này à, tối thứ sáu tuần này chúng ta sẽ nói rõ hơn và nhiều hơn về vàng và những cái phân tích về thị trường vàng phân tích về những cái khả năng của giá vàng anh chị và các bạn nhớ đón xem vào 19h30 tới 20h ngày thứ sáu tối thứ sáu hàng tuần đặc biệt là tuần này chúng ta sẽ nói rất nhiều về vàng và video về bảy dấu hiệu Uh, suy thoái kinh tế toàn cầu Mà chúng ta dễ dàng bỏ qua trong giai đoạn trước đó uh, Xin được kết thúc tại đây Đừng quên ủng hộ bằng like video uh, Chia sẻ và lan tỏa video này Nếu bạn cảm thấy hữu ích và hay Cộng với việc anh chị và các bạn Đừng 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 quên Subscribe kênh Đăng ký và ấn vào chuông Để cập nhật những thông tin mới Và nhanh nhất uh, Gửi ngay vào cái địa chỉ hòm thư của anh chị và các bạn thân chào và hẹn gặp lại Quý anh chị em và các bạn Chúc anh chị sức khỏe thành công trong công việc cũng như là trong những cái hoạt động đầu tư kinh doanh trong thời gian sắp tới thân chào và hẹn gặp lại vào thứ sáu tuần này tối thứ sáu tuần này đừng quên tham gia vào chương trình của thắng ơi vào tối thứ sáu tuần này